Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 22 tháng 12 sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Thành phố Cần Thơ tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Nhiều dự án lớn với vốn đầu tư lên đến hàng tỷ đô la, góp phần đưa thành phố Cần Thơ trở thành đầu tàu kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cận cảnh Dương Miện người đẹp Tây Đô năm 2023 và Tiara do thương hiệu trang sức BNG chế tác. Và sau đây là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam vào sáng nay 22 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng phát triển công nghiệp văn hóa phải góp phần quan trọng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng, phải được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội, kết nối các hoạt động sáng tạo, văn hóa nghệ thuật với sản xuất kinh doanh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hài hòa dựa trên đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Theo Thủ tướng, công nghiệp văn hóa phải được tiếp cận bình đẳng như các ngành công nghiệp khác. Thủ tướng đề nghị các cấp các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần khuyến khích mọi sự tìm tòi, tôn trọng tự do, sáng tạo, chú trọng những ngành có nhiều tiềm năng, lợi thế như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, phần mềm và các trò chơi giải trí, vân vân. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian qua, các bộ ngành địa phương đã kịp thời chỉ đạo và phê duyệt các kế hoạch đề án, quy hoạch liên quan đến phát triển 12 ngành công nghiệp văn hóa. Bước đầu đã tạo cơ sở pháp lý, điều kiện cho đầu tư phát triển một số ngành nghề, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. Sáng nay, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Cùng dự có đại diện vụ địa phương 3, cơ quan Ban tổ chức Trung ương, vụ địa bàn 8, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng được công bố tại hội nghị, chỉ định đồng chí Thượng tá Huỳnh Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và đồng chí Phạm Thanh Từng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu chúc mừng và mong muốn hai đồng chí vừa nhận quyết định nỗ lực nhiều hơn nữa để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển, đồng thời thực hiện tốt vai trò là cầu nối gắn kết với các đơn vị ngành dọc để thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lĩnh vực của ngành. Phát biểu nhận nhiệm vụ, hai cá nhân hứa quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của Ban Bí thư, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng đã thảo luận cho ý kiến và bầu bổ sung một ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo văn phòng Thành ủy và các ban xây dựng Đảng Thành ủy dự kiểm điểm tập thể cá nhân Đảng đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố năm 2023. Năm qua, tập thể Đảng đoàn và cá nhân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác phê bình và tự phê bình được thực hiện nghiêm túc, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đúng quy chế làm việc. Đặc biệt, phối hợp tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương là chương trình đi bộ đồng hành vì người nghèo, chương trình giao lưu nghệ thuật nối vòng tay lớn, chương trình tuyên dương 100 gương điển hình tiêu biểu và hành trình về thăm quê Bác, viếng lăng Bác. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị tập thể cá nhân Đảng đoàn Mặt trận thành phố tiếp tục tăng cường công tác giám sát phản biện xã hội, chú ý đi vào chiều sâu, trọng tâm, thực chất những vấn đề xã hội quan tâm, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tạo sự quan tâm đồng thuận của xã hội,
tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Phạm Giang Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, chiều nay đã đến dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý Ban Nội chính Thành ủy. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 46 văn bản lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện liên quan đến lĩnh vực công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, đồng thời tham mưu đưa vào diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo các vụ án, vụ việc, phối hợp tham mưu ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2023 với 14 nội dung kiểm tra giám sát. Đồng chí Phạm Giang Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Ban Nội chính Thành ủy, đồng thời đề nghị Ban tiếp tục phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy về lĩnh vực công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, cũng như vai trò là cơ quan thường trực của hai ban chỉ đạo. Theo dõi thực hiện tốt chỉ thị 26 của Bộ Chính trị, đặc biệt là các vụ án, vụ việc do Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi. Cùng với đó, quan tâm chất lượng đội ngũ làm công tác nội chính của Ban Nội chính Thành ủy và các quận ủy, huyện ủy. Cùng thời gian này, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá tập thể lãnh đạo trường năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự và chỉ đạo hội nghị. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ có hơn 6.000 sinh viên theo học tại 22 ngành đào tạo đại học và một ngành đào tạo thạc sĩ công nghệ thực phẩm. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt 65%, hoàn thành kiểm định chất lượng 5 chương trình đào tạo trình độ đại học, hoàn thành 7 công trình 20 phần việc chào mừng 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Tập thể lãnh đạo trường triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện đánh giá cao nỗ lực thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Lưu ý, thời gian tới, tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ có giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, trong đó chú trọng tuyển dụng đội ngũ giảng viên trình độ cao ở một số ngành, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy, nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, dự địa bàn 8, cơ quan ban kiểm tra Trung ương, đã tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Tại lễ viếng, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang hào hùng bất khuất trong 79 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ ông cha vì nền độc lập tự do của dân tộc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, với niềm tự hào, niềm tin sâu sắc về Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, các đại biểu nguyện sẽ đoàn kết một lòng, luôn trân trọng giữ gìn thành quả cách mạng đã có được từ sự cống hiến hy sinh cao cả của hàng triệu đồng chí, đồng bào. Tiếp tục phát huy sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn, góp sức xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng phát triển. Và cũng nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, quận Bình Thủy tổ chức đoàn đến thăm chúc mừng Ban Chỉ huy Quân sự quận. Lãnh đạo quận Bình Thủy chúc mừng những kết quả thành tích mà Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự quận đạt được trong nhiều năm qua. Chúc cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự quận tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự quận cảm ơn những quan tâm, động viên của lãnh đạo quận, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận, sự phối hợp tạo điều kiện của các ban, ngành, đoàn thể để Ban Chỉ huy Quân sự quận triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Hôm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng
trên địa bàn huyện Phong Điền. 37 căn nhà tình nghĩa được khởi công trong năm 2023, đến nay đã hoàn thành và bàn giao cho các gia đình. Mỗi căn nhà được xây dựng có diện tích trên 45m², kết cấu mái lợp tôn, nền lót gạch men, vách tường kiên cố. Trong đó, 11 căn được công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng. 26 căn còn lại được công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố Cần Thơ, hỗ trợ tổng kinh phí hơn 1.800.000.000 đồng. Chi phí còn lại vận động người thân trong gia đình đóng góp để các căn nhà được khang trang hơn. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Diệt Trường chủ trì hội nghị đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đây là lần thứ hai Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị nhằm trao đổi, lắng nghe ý kiến đóng góp và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Hải và lãnh đạo các sở ngành thành phố. Đại diện các doanh nghiệp đã đề cập đến những vấn đề cần được hỗ trợ để giải quyết khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm việc giảm tiền thuê đất, hỗ trợ giải quyết vướng mắc trong thực hiện thủ tục hoàn thuế, đề nghị được gia hạn nợ bảo hiểm xã hội, giảm tần suất thanh kiểm tra để doanh nghiệp tập trung hoạt động, hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay đầu tư sản xuất kinh doanh. Một số vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền được các sở ngành địa phương giải đáp trực tiếp tại hội nghị. Các vấn đề khác được ghi nhận và trả lời bằng văn bản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Diệt Trường đề nghị cán bộ lãnh đạo quản lý công chức nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, kịp thời lắng nghe hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời cùng với doanh nghiệp vượt qua những khó khăn thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi để đảm bảo lợi ích hoạt động ổn định lâu dài. Tham mưu có các cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển mạnh lĩnh vực công nghiệp phù hợp quy hoạch vừa được phê duyệt. Thưa quý vị, với định hướng thu hút đầu tư đúng đắn và tinh thần sẵn sàng chia sẻ đồng hành cùng doanh nghiệp, thành phố Cần Thơ đã thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược, tạo sự bứt phá về tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách địa phương. Nhiều dự án lớn với vốn đầu tư lên đến hàng tỷ đô la đang góp phần đưa thành phố Cần Thơ trở thành đầu tàu kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau cái bắt tay này, khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ chính thức được khởi động. Đây là khu công nghiệp thứ 7 tại thành phố trung tâm của miền Tây. V-Ship Cần Thơ là hạt nhân để thành phố phát triển và mở rộng cụm công nghiệp quy mô 5.000 hectare về các huyện ngoại thành. Thành phố sẽ luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư để là cùng nhau tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc như về mặt pháp lý và có những cái khó khăn vướng mắc khi là triển khai tại công trường của khu công nghiệp, và để làm sao là khu công nghiệp này là hoàn thành với cái tiến độ là sớm nhất để đáp ứng được cái nhu cầu nguyện vọng của lãnh đạo chính quyền và nhân dân của thành phố Cần Thơ. Cam kết của người đứng đầu chính quyền thành phố Cần Thơ một lần nữa khẳng định sự quan tâm đồng hành của thành phố với các nhà đầu tư. Đó là nền tảng để Cần Thơ phát triển mạnh mẽ trong 20 năm qua. 2,7 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, hơn 22.000 doanh nghiệp được thành lập, cho thấy Cần Thơ đang là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư. Công ty chúng tôi hiện nay là đang áp dụng rất nhiều những cái công nghệ, ví dụ như là về đồng ruộng thì chúng tôi áp dụng những cái máy móc thiết bị tương đối là đồng bộ. Về công ty thì về cái hệ thống quản lý và chất lượng thì nó tương đối là số hóa và đưa tất cả vào các khâu quản lý, và kể cả máy móc thiết bị đều là tăng cường về cái công nghệ thiết bị mà chất lượng cao để mà đảm bảo có nhiều cái sản phẩm đi vào những cái thị trường khó tính. Theo các chuyên gia kinh tế, thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã chuẩn bị đủ các điều kiện, hoàn thiện cơ chế chính sách, sẵn sàng cho giai đoạn bứt phá phát triển. Hạ tầng giao thông là điểm sáng, mở đường thu hút các dòng vốn đầu tư lớn cho thủ phủ miền Tây. Những cái tuyến cao tốc đang được triển khai như cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, và hàng loạt những cái tuyến giao thông trọng điểm khác nó tạo nên cái trục dọc đường ngang, đường xương cá thì đã góp phần tăng cái sức hút và thu hút đầu tư của thành phố cũng như các tỉnh thành ở trong vùng. Với vai trò là thành phố hạt nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đang là đô thị năng động, có nhiều nguồn lực quan trọng để các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội hợp tác. Phát huy lợi thế, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, Cần Thơ đã và đang là điểm sáng trong thu hút đầu tư. Chúng tôi xin được tiếp tục chương trình. Sáng nay 22 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hà có buổi tiếp bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thông tin, hiện tại thành phố Cần Thơ có 327 hợp tác xã, trong đó có 170 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các hợp tác xã từng bước nâng cao năng lực hoạt động, hỗ trợ hiệu quả cho thành viên trong sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường. Tuy nhiên, các hợp tác xã tại Cần Thơ vẫn còn hạn chế trong thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi, hoạt động kết nối giữa hợp tác xã với hợp tác xã, doanh nghiệp với hợp tác xã, thiếu tính ổn định. Đa số hợp tác xã chưa tiếp cận với các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về tín dụng, đất đai, đặc biệt là nhu cầu vay vốn để đầu tư mở rộng sản xuất. Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chia sẻ, với những khó khăn này và đề nghị Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ hướng dẫn thành lập hợp tác xã mẫu để thành lập công ty, xây dựng đề án để thành lập hợp tác xã đa dạng trong tất cả các lĩnh vực, tạo điều kiện để các hợp tác xã tham gia các phiên chợ để quảng bá sản phẩm. Chiều nay, Cục Hải quan thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến dự. Năm 2023, có 343 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan, tăng 19 đơn vị so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2.561 tỷ đồng, đạt 100,44% chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao. Trong đó, địa bàn Cần Thơ thu ngân sách nhà nước được trên 402 tỷ đồng, đạt hơn 145% chỉ tiêu dự toán Bộ Tài chính, Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Cục cũng đã phát hiện xử lý 193 vụ vi phạm hành chính về hải quan, giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm trước, số tiền phạt hơn 8 tỷ đồng và phát hiện 18 vụ buôn lậu. Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai kịp thời. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ công chức Cục Hải quan thành phố Cần Thơ, đồng thời yêu cầu đơn vị chú trọng cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, xây dựng hệ thống hải quan số và chống thất thu ngân sách. Hội nghị cũng tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Cần Thơ và công bố các quyết định khen thưởng của Bộ Tài chính, Tổ chức Hải quan Thế giới cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Tại hợp tác xã New Green Farm, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI và Trường Nông nghiệp Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình trồng nấm rơm trong nhà và ngoài trời. Và cùng dự hội thảo có ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Rơm sau khi được xử lý trong bể ngâm, ủ chín, chất mô và trải meo. Mỗi ngày các mô nấm được tưới nước từ 1 đến 2 lần. Trong quá trình chăm sóc mô nấm, cần theo dõi nhiệt độ và độ ẩm. Đây là hai yếu tố quan trọng quyết định năng suất, sản lượng nấm. Mô hình trồng nấm rơm trong nhà cũng có quy trình tương tự. Tuy nhiên, rơm sau khi được chất lên kệ thì không phải tưới nước hàng ngày. Kết quả, với 320 mét vòng thực hiện trồng nấm rơm, mô hình trồng trong nhà tại hợp tác xã cho lợi nhuận hơn 8 triệu 600 ngàn đồng, cao hơn 6 triệu 200 ngàn đồng so với trồng ngoài trời. Theo ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, việc nhân rộng các mô hình này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân mà còn thúc đẩy việc sử dụng rơm rạ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê thì trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện nay có 37 đình thần. Vâng, và trong đó đình Bình Thủy hay còn gọi là Long Tuyền Cổ Miếu, tọa lạc tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, là ngôi đình được hình thành khá lâu đời ở miền Tây, được liệt vào hàng cổ kính và mỹ quan đặc sắc. Dọc theo sông Bình Thủy, đình Bình Thủy hay Long Tuyền Cổ Miếu được xây dựng bằng gỗ, lợp lá vào năm 1844. Năm 1852, làng Bình Thủy được vua Tự Đức năm thứ 5 phong sắc, bổn cảnh thành hoàng. Năm 1909, đình được xây lại, mái lợp ngói và đến năm 1910 thì hoàn thành và tồn tại cho đến ngày nay. Đặc biệt nó là khác hơn các cái đình khác, cái kiến trúc nghệ thuật của đình Bình Thủy. Thì ngoài gồm có đó là hoành phi, liễn đối, bao lam. Đặc biệt nữa là gồm có cái miếu thần nông và miếu sơn quân.
miếu Đông Lan và miếu Tây Lan. Ngày 5 tháng 9 năm 1989, Bộ Văn hóa, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã ra quyết định xếp hạng Đình Bình Thủy là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Điểm đặc biệt của di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia này được thể hiện ở nhiều khía cạnh như các mảng đề tài trang trí trong và ngoài đình rất đa dạng, phong phú với các đường nét, màu sắc tinh tế. Đặc biệt là khi bước vào bên trong đình, khách thập phương sẽ thấy tiền điện là gian thờ các vị anh hùng dân tộc có công làm rạng rỡ quê hương đất nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực, Đinh Công Chánh. Điểm nhấn của chánh điện là nơi thờ Bổn Cảnh Thành Hoàng. Chúng tôi đã được thăm rất nhiều đình chùa Việt Nam. Chúng tôi vô cùng thích thú vì mỗi ngôi đình chùa Việt Nam đều có những nét riêng từ những nét chung. Mỗi đình chùa đều có những cái rất đặc biệt. Và sau khi thăm đình Bình Thủy này thì chúng tôi cũng phần nào tìm hiểu được văn hóa của người dân nơi đây. Và chúng tôi rất thích điều này. Hàng năm, tại đình Bình Thủy có hai kỳ lễ hội lớn được tổ chức long trọng, gồm lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền và Kỳ Yên Hạ Điền. Trong đó, lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền ở đình được xem là lễ hội lớn nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, diễn ra trong 3 ngày 12, 13 và 14 tháng 4 âm lịch. Riêng lễ Kỳ Yên Hạ Điền thì tổ chức trong 1 ngày vào 14 tháng Chạp. Đặc biệt với những nghi lễ đậm tính nhân gian và bản sắc văn hóa Nam Bộ được trao truyền và lưu giữ qua nhiều thế hệ. Vào tháng 1 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định đưa lễ hội Kỳ Yên Đình Bình Thủy vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chính quyền địa phương là thường xuyên phối hợp với ngành chức năng, mà cụ thể là phòng văn hóa thông tin quận Bình Thủy, trong vấn đề mà bảo tồn di tích và phát huy các giá trị văn hóa để mà phục vụ cho bà con nhân dân đến tham quan, rồi phục vụ các cái lễ hội. Với nhiều giá trị về kiến trúc và lịch sử, đình Bình Thủy không chỉ là một công trình dân gian truyền thống, có ý nghĩa đối với những con người được sinh ra và lớn lên ở vùng đất của ông cha mình gây dựng, mà còn là những người mới đến định cư sinh sống. Tất cả họ đều đã coi nơi đây là điểm tựa tinh thần, là nơi để họ hướng về cội nguồn, tìm ký ức quê hương và hướng đến những giá trị tốt đẹp trong dòng chảy của văn hóa dân tộc. Quý vị thân mến, chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và đón chào xuân mới 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đã triển khai công trình đường đèn nghệ thuật với quy mô đầu tư hơn những năm trước. Đường đèn nghệ thuật 2024 có tổng chiều dài gần 2 km, từ ngã ba nút giao đường 30 tháng 4 Trần Văn Hoài đến trước trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Đường đèn được chia làm hai bố cục chính thể hiện thành tựu nổi bật của thành phố Cần Thơ qua 20 năm, nhưng vẫn giữ được bản sắc đặc trưng của đô thị sông nước. Có 5 điểm nhấn tại cổng chào ngã ba đường 30 tháng 4 Trần Văn Hoài, nút giao ngã ba 30 tháng 4 Quang Trung, dòng xoay công viên Lưu Hữu Phước, dòng xoay và tiểu cảnh trước trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung nhân công, máy móc, thiết bị để thực hiện những hạng mục của đường đèn nghệ thuật, góp phần để thành phố rực rỡ hơn trong các sự kiện lễ hội sắp tới. Nhiều hoạt động phong phú sáng tạo tại sự kiện chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, 20 năm thành lập quận Ninh Kiều, gắn với ngày hội du lịch đêm Qua Đăng lần thứ 6 năm 2023. Đó là những thông tin tại cuộc họp báo do Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều vừa tổ chức chiều nay. Ngày hội du lịch đêm Qua Đăng Ninh Kiều Cần Thơ lần thứ 6 năm 2023 gắn với chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập quận Ninh Kiều khai mạc lúc 19 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại sân khấu Rạch Khai Luông, phường Tân An. Các hoạt động được tổ chức gồm 120 qua đăng mô hình theo chủ đề thành tựu 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ và quận Ninh Kiều, thả 5.000 qua đăng, trình diễn nghệ thuật ánh sáng với chủ đề Ninh Kiều đêm của khát vọng, trình diễn online với chủ đề thành tựu 20 năm xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều, âm nhạc đường phố, gian hàng quảng bá xúc tiến du lịch, gian hàng bánh ẩm thực dân gian. Các nội dung hoạt động vừa phát huy lịch sử truyền thống của địa phương, kết hợp ý tưởng sáng tạo cùng với phương tiện thiết bị hiện đại, hứa hẹn hấp dẫn du khách trong và ngoài địa phương đến thưởng lãm. Quý khán giả thân mến,
Đêm chung kết cuộc thi Người đẹp Tây Đô 2023 sẽ diễn ra lúc 19 giờ tối mai ngày 23 tháng 12 tại công viên Sông Hậu, thành phố Cần Thơ để tìm ra chủ nhân chiếc vương miện danh giá, biểu tượng tự hào của sắc đẹp và tri thức. Vương miện Người đẹp Tây Đô năm 2023 và Tiara được thương hiệu trang sức B&G chế tác tỉ mỉ, thiết kế từ những viên đá quý mang sắc xanh của những cánh đồng, tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, kiên cường của người phụ nữ Việt Nam luôn tỏa sáng và lấp lánh. Kết hợp hài hòa màu trắng từ đá, đường nét tinh tế mềm mại như dòng sông đặc trưng của miền Tây sông nước. Tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch quý phái của người con gái Tây Đô, lan tỏa nét đẹp, mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.